Để có thể vào theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Brunei trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 thì các cổ động viên sẽ phải vượt qua rất nhiều những hàng rào an ninh tại sân Binan. Có thể thấy rằng là những công viên an ninh của sân Binan đã thấy rất là kỹ càng. Mặc dù chỉ là một trận đấu giữa Việt Nam Brunei với sức chứa chỉ 3.000 người, một trận đấu nếu như so với trận đấu sức nóng như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan thì Việt Nam với Brunei sự hiền hòa rất là nhiều, nhưng công tác an ninh sự kiểm soát rất chặt chẽ. Chúng ta thấy những người an ninh ở đây họ kiểm tra qua những cổng, từ đầu cổng vào, cổng sau và ba cổng thì quay vào sân vận động Binan. Chí công từ Binan, Philippines. Các cổ động viên sau khi vượt qua kiểm tra an ninh thì sẽ phải chứng minh có những chứng minh nhân dân ở Philippines hay là có hộ chiếu của các quốc gia đến Philippines để các bảo vệ hay nhân viên an ninh kiểm soát một cách chặt chẽ trước khi được vào cổng sân vận động. Đây là cửa đầu tiên mà các cổ động viên muốn đến sân Binan phải thực hiện. Tiếp đến sẽ là một cổng tiếp theo. Ô tô hay là các cổ động viên sẽ phải vượt qua thêm một cái lớp hàng rào an ninh nữa, có thể liên quan đến kiểm tra các loại đồ dùng cá nhân. Cổng thứ ba sẽ là cổng kiểm tra kỹ càng về các đồ dùng cá nhân. Theo đó thì cổ động viên nam và cổ động viên nữ sẽ được chia làm hai hàng để kiểm tra. Nước sẽ không được đưa vào trong sân vận động. Các cổ động viên thậm chí là những phóng viên sẽ phải kiểm tra ba lô và sẽ phải mở ba lô ra kỹ càng để kiểm tra xem có đồ vật gì cấm được không được mang vào sân hay không. Khu vực này được gọi là kiểm tra gắt gao nhất khi các đồ dùng tư trang cá nhân của các cổ động viên được kiểm tra, nhằm tránh việc mang theo chai lọ, nước hay pháo sáng hay những chất cấm không được sử dụng trong sân vận động. Bên cạnh đó thì chó nghiệp vụ cũng được sử dụng nhằm mục đích kiểm tra những thứ chất cấm có thể giữ trong người. Ngoài ra thì các cổ động viên sẽ phục vụ ở một khu vực là giữ hành lý. Những cổ động viên này có thể không cần thiết phải mang rất nhiều hành lý lỉnh kỉnh vào sân, mà chỉ cần mang theo đồ vạ rất là gọn, bởi vì họ có thể ký gửi hành lý tại đây. Cổng cuối cùng trước khi vào sân vận động chính là kiểm soát vé. Một nhân viên sẽ kiểm tra mã code của vé để xem cụ thể đây có phải là vé giả hay không. Một mức giá vé cao nhất, vé VIP chỉ mức có là 200.000 Việt Nam đồng mà thôi. Nói cẩn mặt em luôn anh.